Xin chào anh em nhé. Hôm nay mình lại tiếp tục like cho anh em những loại cơm giá rẻ và hợp lý nè. Thứ nhất là mình sẽ like cho anh em một con nồi cơm Nationa. Con này là ban dài luôn, bù nước gì luôn này. Đấy nhé các bạn nhé. Ok. Chỗ này các bạn có thể là đổ nước vào đây để bù hay là gì đấy. Thì cái này các bạn dùng quen thì các bạn đã biết. Con này hình thức thì tương đối là đẹp các bạn nhé. Đó, hình thức là đẹp. Đây có một tí vần vần để xếp đồ lên thì nó bị xước này thôi, thì cái đấy là không vấn đề gì. Còn ngoại hình thì tương đối là ok. Con ban dài này là con Na đời 2006, hình thức như này là cũng gọi là ok rồi. Mình sẽ cho anh em xem ruột xoang và xem gioăng. Đây là hình thức gioăng, con này tương đối là trắng đẹp luôn. Ok, nói chung là hôm nay mở màn con này là tương đối là ok rồi. Ruột xoang nha. Wow, ruột xoang con này thì có nói chung là bị lấm tấm cám tí này. Đấy, những cái con này là bị lấm tấm cám, con này ruột xoang cũng tương đối là ok. Đi xoang cũng bong bẻ luôn nhé. Văn dài mở màn con đầu tiên này, hình thức ok và ngoại hình cũng ok, ruột xoang ok. Con này mở màn là 600 nhé, số 1 này 600k. Đó, lưu ý cho anh em là nếu anh em nào muốn đấu thêm chống cắm nhầm thì liên hệ bên mình luôn, bên mình cũng có đồ chống cắm nhầm cấy luôn vào trong nồi, trong nồi luôn. Các bạn cắm nhầm 220 thì không bị chập cháy như khách hàng hôm nay mua bên mình hay bị cắm nhầm, thì hôm nay mình cũng nhập luôn cái này về để cho anh em mình mua và cắm luôn vào đấy. Các bạn nào mua lẻ về tự lắp là 100k, còn nếu mà mua nồi của mình và để lắp thì là 80k. Ok, và chốt con số 1 là 600 lòng nồi ok. Anh em nào chốt thì liên hệ qua số tài khoản mình đã gắn trên video và chuyển khoản vẫn bao ship các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ cắm thử điện luôn cho anh em nhé. Mình sẽ cắm tất cả điện luôn để anh em biết là đây là hàng 110 các bạn nhé. Đây, khi cắm vào nó hiện số lên này. Đấy, như này đã vào điện này, đã hiện giờ lên như này là đã là ok nhé. Rồi tắt đi, có nghĩa là đã bao điện cho anh em như thế này rồi là anh em chỉ việc dùng thôi, bao cả cơm chín luôn rồi nhé. Cho nên là anh em không việc gì phải lăn tăn về cái vấn đề là mua hàng rẻ mà lại không biết có vào điện hay không. Bao cho anh em vào điện luôn, bảo hành cho anh em một tuần rồi trả nhé. Các bạn chẳng may cắm nhầm thì gửi về bên mình sửa miễn phí cho, không lấy tiền sửa các bạn nhé. Đấy, ví dụ các bạn mua nồi bên mình chẳng may là mang về cắm nhầm điện 220, ok. Tiếp theo là con Nationa, con này cũng là van dài luôn các bạn nhé. Đấy, con này nó hình thức nó bị đè mõm ở trên này. Đây, rồi con này thì đời cao hơn một chút là đời 2007, nghĩa là cao hơn một năm. Hình thức bên ngoài thì chỉ bị ở mặt nắp thôi, còn là tất cả các vòng tròn của nó là ok, không bị móp méo. Bây giờ mình sẽ cho anh em xem ruột xoang và gioăng. Gioăng con này cũng ok, không rách nhé. Bao cho anh em là gioăng không rách, đảm bảo cho anh em là như vậy. Tiếp theo nữa là ruột xoang này. Rồi ok này, ruột xoang con này cũng ok luôn, không có vết chấm nổ nào to cả. Hầu như là con này cũng là đẹp. Đấy, không có một vết chấm xước nào nhá. Ok, con này như vậy là đẹp rồi. Đấy, em biết cho xong này. Ok, con số 2. Con số 2 thì trên mặt này nó cũng bị móp như này nhé. Thì là mình sẽ lấy các bạn bằng con số 1 là 600k. Anh em nào mà chuyển nguồn luôn, chuyển chống cắm nhầm vào đây thì thêm 80k nữa, mình sẽ gắn luôn vào đây cho. Ok nhé, con số 2 này. Con số 2 là 600k. Hôm nay là nồi tương đối là ruột đẹp các bạn nhé. Đấy, bấm nấu vẫn là nút này này, bao cho anh em lên điện và nấu cơm chín luôn ok nhé. Những cái này là mình kết điện hết rồi, cho nên là chỉ việc là cho anh em xem hình thức và anh em chọn con nào thì là mình sẽ chốt cho anh em thôi. Lưu ý là chuyển khoản bao ship nhé. Ok,
Con số 3. Con số 3 là con Mitsubishi. Con này lại có áp suất rồi. Mitsubishi áp suất nhé. Đó. Anh em nào mua áp suất thì mình cũng bán bằng nồi thường luôn nhé. Thì mình sẽ không bao khỉ hơi. Không bao khỉ hơi mình sẽ bán cho anh em bằng nồi thường. Vì là bắt rất nhiều cái video về cái nồi áp suất mình đã đang bán cho anh em đấy. Bán bằng cái giá nồi thường luôn. Cho nên là anh em mua thì bằng giá nấu nồi cơm. Ruột xấu mình sẽ đánh bằng ruột xấu. Con này thì là doang ok, không rách nhé. Và ruột xoong thì bị chấm như này. Mình vẫn bán bằng nồi thường, chấm nhiều là mình cũng lấy là giá 500k thôi. Còn áp suất thì các bạn có thể là vừa nấu cơm, vừa hầm cháo, vừa là hầm xương, rồi là nấu cháo hầm xương. Đấy là do các bạn là thấy con này là đời 2008 nhé. Ok, 2008 áp suất Mitsubishi. Mình con số 3 500k các bạn nhé. Bán cho bạn các bạn bằng nồi thường luôn. Cái nồi này áp suất tương đối là nặng các bạn nhé. Ok này, cắm điện đã vào điện này. Con này hình thức là không bị móp méo đâu các bạn nhé. Đấy, nó bị xước xước cái lớp băng dính ở đây này. Đấy là đấy, khóa lắp luôn nhé. Đèn báo đỏ này. Đó, ok cho anh em. Như vậy là con áp suất này là đã vào điện ok. Đấy là con số 3 500k. Áp suất còn bán rẻ hơn cả nồi thường các bạn nhé. Mình bán áp suất như là nồi thường. Ruột xấu mình cũng trừ cho anh em tiền ruột xấu luôn. Để anh em mua hàng thì nó rất là dễ luôn. Còn anh em là muốn chuyển đổi chống cắm nhầm thì bên mình cũng chuyển đổi nha. Tiếp theo là con số 4. Con này là con Tiger. Tiger này có cả chức năng nướng này. Đó, hay là nấu cơm cháy gì đấy. Thì anh em nào hay có nhu cầu ăn cơm cháy hay là kho cá thì khả năng là cái này là hợp lý. Rồi, mình sẽ quay cho anh em vòng này. Con này hình thức cũng không móp méo nhé. Đó, nhưng mà nó có cái vết sần sần đây này. Đấy, đấy, các bạn có thể nhìn thấy này. Đây này. Đấy, đây là có cái mặt nhựa thôi. Nó xuồn lên thôi. Đấy, kiểu là nó nắng, nó bong cái nhựa lên, nó sần lên như này. Như kiểu là da rắn đây này. Ok, cái đấy thì không quan trọng. Quan trọng là ruột xoong ok là được. Hôm nay là lắm, ruột xoong rất là đẹp. Rồi, ruột xoong này. Xoong xanh không rách nhé các bạn nhá. Đấy. Quay cho anh em để nhìn cho nó mãn nguyện thoải mái luôn này. Ok, coi như là cái này đã xong. Lô này lấy về chưa dọn vệ sinh nhá, anh em lưu ý này. Rồi. Ruột xoong tương đối là bóng bẩy luôn. Hôm nay các bạn nào mà mua được trên cái lô này rất là ok. Ruột xoong không có một vết tí vết nào. Thì cám chấm như thế này cũng không xin nhê gì các bạn nhé. Nhiều nồi chấm rất to nhưng mà nấu cơm vẫn bình thường luôn. Không sợ là dính cơm. Đó, hình thức con này là ok rồi. Và ruột xoong ok. Con này Tiger. Tiger mình sẽ lấy con này là 550 nhé. 550 con số 4 này. Số 4 550k. Ruột xoong rất là ok. Mình sẽ test điện cho anh em. Ok, bây giờ mình sẽ cắm điện cho anh em rồi nhé. Bây giờ sẽ nấu luôn này. Đấy. Như vậy là nút đỏ này. Tất cả những cái nồi em test này là phải cắm thử lại điện cho anh em nhé. Là đã bao cho anh em tất cả là lên điện hết rồi. Cho nên là anh em lưu ý cho mình là lấy là đã bao điện ok. Còn nếu anh em mà cắm nhầm điện thì có thể là gửi mình sửa lại miễn phí nhé. Chứ không lại đến lúc là gửi lại bên mình là báo không vào điện nhưng về bên mình kiểm tra nó bị cắm nhầm bên các bạn là bên mình sẽ không chịu cái tiền sửa đấy. Ok, bây giờ là con số 4 đã xong này. Tiếp theo là mình sẽ like con số 5. Tiếp theo là con nồi số 5. Nồi hãng Natuna nhé các bạn nhé. Đấy, con này hầu như là con này cũng bị một vết lõm một tí ở đây này. Rồi ok. Hình thức con này ngoại hình thì ok rồi. Không bị móp méo gì. Đó, con này thì đời 2006 các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ kiểm tra ruột xoong cho anh em này. Ruột xoong và xoong luôn. Ok.
Rồi xong cái này thì là tương đối ok rồi, không bị rách. Nói chung là mình sẽ bao cho anh em là không rách, và những cái nồi thường như này sẽ bao cho anh em không rách và không bị hơi, nên là anh em cứ yên tâm sử dụng. Tiếp theo nữa là ruột xoong. Ruột xoong này con này có chấm này, có chấm này, ok, chấm thì sẽ trừ chấm nhé, ok nhé. Con này chấm thì kiến thức đẹp, chấm thì sẽ lấy cho bạn 500k, con số 5, con số 5, 500k. Cái chấm nhỏ không để ý các bạn nhé, cắm điện cho anh em này. Anh em lưu ý này, vẫn lắp cái chống cắm nhầm nhá. Anh em là có nhu cầu lắp chống cắm nhầm thì liên hệ. Mua nồi bên mình sẽ là 80k, còn mua ngoài sẽ là 100, ok nhé. Đã bộ nấu này 48 phút. Như vậy là con số 5 là 550k, là 500k. Anh em chuyển khoản vẫn bao ship anh em nhé, ok. Tiếp theo con số 6. Con số 6 là con Panasonic. Con này tương đối là đẹp. Kích thước con này này, xoay cho anh em một vòng luôn. Con này còn đời cao nữa luôn nhé các bạn nhé, đời 2012. Rồi, con này tương đối là ok. Nói chung có vết han tí này thì không, đây là vết han các bạn nhé. Các bạn lấy cái búa rắc sắt đặc kỳ là sạch. Xoong và xoong này, xoong xanh mượt luôn, trắng rì nhá. Ok, nói chung là xoong con này nó quá là đẹp. Tiếp theo nồi, trời ơi hiếm thấy được cái nồi đẹp như thế này. Đây nó có một vết hạt gạo này, đấy, tấm gạo này, còn đâu là đen mướt luôn, đen từ đít phẳng chóe đít luôn rồi đến ruột nhá. Rồi con này ruột đẹp bởi cao, lấy các bạn là 650 nhá. Con số 6 này, cái chân đít này 650k. Ok, các bạn có đấu chống cắm nhầm thì hãy liên hệ luôn. Vừa đẹp cắm nhầm hơi ký, ok nhá. Đấy là tùy theo sở thích của anh em. Nấu này đó, 56 phút, có nghĩa là thời gian nấu là 1 tiếng đấy. Ăn cơm cực ngon luôn thì thời gian nấu quá dài. Ok, còn các bạn có thể chọn là chương trình riêng. Tiếp theo là con số 7 nhá. Con số 6 này các bạn là 650k vẫn bao ship các bạn nhé, chuyển khoản bao ship các bạn nhé. Tiếp theo là con số 7 anh em nhé. Con số 7 này cũng là Panasonic giống con số 6, nhưng con này đời lại cao hơn các bạn nhé. Con này đời hẳn 2014 nhé. Con đời 2014, và con này hình thức bên ngoài cũng tương đối là ok như con số 6 kia. Ruột xoong và xoong thì đây là cái xoong, xoong của nó này không rách, ok. Bao cho anh em là xoong không rách luôn, nên anh em cứ yên tâm là thôi. Ruột xoong con này thì quá ok rồi, ruột xoong như mới luôn, sáng bóng như hình như là chưa dùng. Con này không có một vết chóc nào luôn, và cũng không có một vết chấm nào luôn các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể xoay cho anh em luôn nhé. Đấy, con 2014 này ruột xoong rất là đẹp luôn, cái xoong cũng trắng trẻo đẹp dai luôn. Đó, ok. Con 2014 này cũng ngang đời với con kia, thì mình sẽ lấy cho anh em là 650k. Số 7 650k. Ok, mình sẽ tiếp nhận anh em nhé. Con này nói chung là ruột xoong ok đấy các bạn ạ. Các bạn lấy nồi cơm mã này là cũng tương đối là ổn định. Rồi, vẫn nấu nút ra vàng ở đây. Đây nhá, test cho anh em tất cả là vào điện nhá. Đó. Tắt đi này. Cái này tắt phải giữ nha các bạn nhá. Ok. Như vậy là anh em chốt con số 7 là 650k. Thì alo. Chuyển khoản bao ship, và đấu thêm chống cắm nhầm thì thêm 80k nữa. Rồi, tiếp theo là con số 8, Panasonic. Con này nó bị nứt một tí ở đây này. Đấy, nó bị lõm đây này.
dòng này rất hay bị lõm nha các bạn nhé. Ok, con này không bị móc méo, phần vệ sinh thì các bạn phải về vệ sinh. Ok, hình thức con này cũng tương đối là ok rồi, không móc méo. Mặt trên này thì nó chỉ có đây, một vết đây, nó lại chỗ này này đó, thì quay là các bạn có thể nhìn thấy. Rồi tiếp theo là đồ son và gioăng. Gioăng đảm bảo không rách luôn, ok nhé. Đó, quay cho anh em như này là anh em biết rồi. Rồi bao nhiêu anh em được xoăn gioăng là ok. Con này cũng vậy. Ôi con này đẹp rồi. Đây hình thức ruột xoăn con này rất ok luôn nhé các bạn nhé. Đó, con này ruột xoăn ok lắm. Mình hôm nay like cũng cảm thấy là quá tí tìm vui. Rồi con này ruột xoăn ok. Con này đời 209 các bạn. Đời 209 nhé. Và bị nứt ở đây. Con này lấy các bạn 550k nhé. Pala này, con số 8 này, 550k nhé. Test điện cho anh em này. Test điện luôn. Đây, con này hỏng đầu phích cắm rồi các bạn này. Con này bị đứt đứt đầu phích cắm rồi. Anh em nào lấy chắc phải thay đầu phích cắm rồi. Đây, mình sẽ giữ tay đầu phích cắm rồi nó sẽ lên này. Đó, con này bị đang bị hỏng đầu phích cắm này các bạn này. À, mình sẽ quay cho anh em này. À, đấy như này mất này, ấn vào này, lại lên này. À, đó, lại mất này. Đó, khóa này. Rồi, cái này nó bị hỏng cái dây phích cắm ở đây. Mình sẽ đổi thành cái dây phích cắm khác. Anh em cứ yên tâm là mình test là nó sẽ ok chuẩn luôn đấy, cho nên là bị như thế nào mình sẽ đấu lại. Anh em nào lấy con này thì mình sẽ quay lại video khi mình đấu cho anh em cái dây cắm khác nhá. Ok, như vậy là con số 8 này là 550k. Anh em nào chốt là chuyển khoản vẫn bờ ship, là sẽ gửi cho anh em một cái video đích thực của cái nồi này lại cho anh xem, anh em xem là do cái dây này thôi. Ok nhé, không vấn đề gì cả, bệnh ngoài da ok. Rồi tiếp theo là con Joshi. Con này đẹp không tì vết cả bên trong lẫn bên ngoài, không hề móp méo luôn. Rồi con này tương đối là chất lượng, chất lượng năm bao nhiêu nè. Con này đời 2012 này các bạn này. Đó, con này cũng tương đối là đời cao, đời cao và ruột gioăng này, gioăng cho anh em này. À, anh em để ý gioăng nhé, gioăng không hề rách luôn nhé. Anh em về tự vệ sinh và lau chùi nhé. Ok, như vậy là gioăng ok rồi. Ruột xoăn, con này ruột xoăn thì lại bị một cái vết chóc ở đây nhá. À, chóc đây thôi, cho nên là anh em lưu ý là không vấn đề gì nhé. À, từ vành xoăn. Như vậy là con Joshi này đời cao, ruột xoăn chóc. Mình sẽ cắm điện cho anh em rồi là phát cho anh em cái giá này. Dây hơi ngắn. Rồi ok, cắm lên là lên giờ luôn rồi, thì là chỉ việc nấu thôi. 62 phút. Đó, tắt đi này. Rồi ok, như vậy là con này đang hoạt động bình thường. Hình thức ngoài đẹp, ruột xoăn cũng vết chóc. Thì là lấy anh em con số 9 không nhỉ? Con số 9 550k nhé. 550k. Số 9 gạch chân này để anh em đỡ nhầm lẫn với số 6 nha. Ok, tiếp theo là con số 10. Con số 10 là con Hitachi. Con Hitachi này hình thức cũng tương đối là ok. Đó, nhiều mã trước con Hitachi nó hay bị nứt đây, thì con này nó cũng bị nứt nhưng mà nó còn đỡ hơn là nó không bị mất một miếng nhựa ở đây. Như vậy là con hi này tương đối là đạt, đạt về hình thức bên ngoài. Rồi hình thức bên trong thì kiểm tra gioăng này. Ok, gioăng cũng gọi là tạm được. Đó, không bị cũng không rách, nhưng mà lưu ý cho các bạn là nó bị nứt ở chỗ bên trong này. Đây không có nhìn được. Mình sẽ quay trực tiếp cho anh em những chỗ nào mà các bạn không nhìn được đây nhé. Nó bị nứt ở cái đoạn này thôi, thì cái này nó là mặt nắp bên trong. Mình sẽ đẩy cái này lên cho anh em nhìn cho rõ nhé.
đây cái đậy này lên này, anh em có thể nhìn rõ hơn về cái thực tế này. Đấy, thì nó bị nứt ở chỗ này này, đây này. Đấy, chỗ này thì cũng không ảnh hưởng gì các bạn nhé. Rồi, quan trọng là ruột xoang này, ruột xoang các bạn nhìn thoáng qua là cũng thấy ok rồi đấy. Rồi, ruột xoang thì đẹp rồi, ok. Con ahi này ruột xoang ok. Đấy, lau đi nó sạch, lau đi nó ok, ruột xoang cũng bóng bẩy luôn nhé, ok nhé. Con này Hitachi vừa xong đẹp, sẽ và bao điện cho anh em nữa. Đây chút phút vàng, rồi mình sẽ kéo dây dài ra. Ô, con này có chuông các bạn ạ. Rồi, như vậy là con này đã vào điện, thời gian nấu là 47 phút. Tắt đi bên đây. Rồi, như vậy là con Hi này lấy anh em là 450k nhé. 450k con Hitachi số 10. Ok. Rồi, riêng dòng Hi là em sẽ bán xuống giá cho anh em để anh em về nấu cơm nó ngon. Đó. Ok nhá. Tiếp theo là con số 11. Tiếp theo là con số 11 là con Palavuông. Hình thức là trắng chéo, bên ngoài là trắng chéo luôn. Có cái chỗ này nó bị hơi lõm một tí 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 thôi. Cái này không để ý các bạn nhé. Con này đời cũng tương đối là cao, đời 2012. Rồi, con này hơi bị xước sơn do va chạm. Cái đấy không để ý luôn. Nhưng mà được cái gioăng cũng tương đối là ok. Đó. Bao anh em gioăng cũng hết nha. Cho nên là anh em cứ tự tin mà đặt hàng. Rồi xong con này cũng đẹp như con đời 2014 luôn các bạn này. Không có một vết chóc. Đấy. Ôi, con này đẹp thế nhỉ. À, không có một vết chóc sơn nào. Vượt xoăng mới nhá. Đấy, ừ, cái bóng bẩy không. Rồi, con số 11 650. 650 11 650k. Hôm nay em bán giá cao nhất chỉ có 650k thôi. Hôm nay được cái lô đẹp và lấy về giá nó cũng tương đối là sát sàn, cho nên là em cũng phải bán giá sát sàn cho anh em lấy hàng của nó dễ và anh em mua hàng về dùng cho nó vừa túi tiền. Đó. Rồi, ấn nút nấu ở đây. Tiếp rồi này, đèn đỏ này, ok nhé. Của anh điện mà sợ các bạn không nhìn thấy rồi, nhưng thời gian hiện là 56 phút. Rồi, tắt đi, ok nhé. Như vậy là anh em chốt con số 11 chuyển khoản bao ship này. Rồi đời 2012, tương đối là đời cao. Anh em chốt thì liên hệ. Như vậy là đã like xong cho anh em 11 em nồi cơm và có cả hệ thống chống cắm nhầm, thì anh em nào có nhu cầu mua thì liên hệ. Đó, nồi cơm vừa like xong, anh em nào chốt đơn thì liên hệ qua số điện thoại mình gắn trên video. Video mình xin dừng ở đây. Cảm ơn anh em đã mua hàng.